ngày 23 tháng 11, Chân Phước Miguel Agustino Pro. Chân Phước Miguel Agustino Pro sinh năm 1891 tại Guadalupe, Mexico. Ngài là vị tử đạo của thế kỷ thứ 20. Cuộc bắt hại giáo hội của chính phủ Mexico bắt đầu vào năm 1910. Miguel gia nhập tập viện dòng tên năm 1911. Lúc ấy, Miguel được 21 tuổi. Rất can đảm, rất quảng đại và rất năng động. Vào năm 1914, cuộc cách mạng bắt đầu dâng cao. Các tập viện của dòng tên đều bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ của Mexico, và các tập sinh được gửi qua các chủng viện ngoại quốc để được đào tạo. Miguel Agustino Pro hoàn thành chương trình học làm linh mục ở Bỉ, và ngài được thụ phong năm 1926. Sức khỏe của vị linh mục trẻ này rất yếu kém, nhất là Pro thường xuyên bị đau dạ dày. Cuộc trở về Mexico một mặt là một niềm vui với cha Pro, nhưng mặt khác lại là nỗi buồn. Ngài thấy cảnh dân chúng bị chính phủ áp bức mà lẽ ra họ phải được phục vụ. Cha Pro nhận thấy ngài có thể đem đến cho họ niềm an ủi về tinh thần. Ngài có thể mang lại cho họ ơn tha thứ của Thiên Chúa qua bí tích hòa giải. Ngài có thể đem đến cho họ sức mạnh nhờ thánh thể Chúa Giêsu. Và như tất cả các linh mục ở Mexico lúc ấy, cha Pro cũng bị cảnh sát mật truy bắt. Vì thế, cha phải tự ngụy trang, lúc thì ở nhà này, khi thì cha ở nhà kia. Cha Pro luôn luôn ở trong tình trạng suýt bị bắt, rồi cha lại thoát khỏi sự săn lùng của họ. Cha Pro thi hành công việc mục vụ của mình các anh dũng cho tới ngày 23 tháng 11 năm 1927. Sau đó, cha bị bắt và không được đem ra xét xử, bị lên án vì là linh mục công giáo. Khi đối diện với đội xử bắn, cha Pro đã giang tay ra cho tới lúc toàn thân của ngài là một cây thánh giá sống động. Sau đó, cha kêu lên một tiếng lớn: Viva Cristo Rey! Vạn tuế vua Kitô! Tổng thống Calleus đã ra lệnh cấm người ta tổ chức đám tang công khai. Ông đe dọa sẽ trừng phạt bất cứ ai tới tham dự. Tuy vậy, dân chúng đã tràn ra ngập các ngã đường nơi thi hài của vị linh mục bị giết chết được rước qua. Họ đứng im và thinh lặng cầu nguyện. Cảm tạ Thiên Chúa về đời sống và gương chứng nhân của cha Miguel Pro. Cha Miguel Agustino Pro được Đức Thánh Cha Gioan Paulo II tôn phong bậc Chân Phước ngày 25 tháng 9 năm 1988. Chân Phước Miguel Agustino Pro đã sống vào thời các tín hữu bị bắt hại ở Mexico. Và lúc ấy, cha đã chọn sống theo ơn gọi tu trì. Chúng ta hãy nài xin Chân Phước Miguel Agustino Pro ban cho chúng ta ơn yêu mến đức tin công giáo cách tha thiết như ngài.